Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một đôi giày xấu dòng nào mọi người. Và ngày hôm nay Khả sẽ ép đôi giày xấu dòng này dùng cho thằng em Alvin Đường Môn nha nào mọi người. Và anh em cùng theo dõi và cũng như là chờ đợi thử như thế nào nha. Và bây giờ thì Khả sẽ rút cái phôi phòng thủ lý ông ba trước nào mọi người. Rút phòng thủ lý ông ba trước. Lấy này. Giờ anh đi rút áo trước nè, ông ba phòng thủ thử nó bao nhiêu rồi. Nào phòng thủ nè. Diên Hiên Tinh nè, ẩn ba nè, ẩn ba họ ẩn ẩn hai nè, ẩn ba này đúng không? Rồi, ok. Này thì rút tám đập tám thôi nè, nó không vũ khí thì muốn thử thêm vũ khí này nọ, còn này khả nghĩ rút tám là phòng tám đập tám. Thường thường á là bỏ bốn viên thiên tinh á là phòng tám rồi, còn này double thêm tám viên là hơn xui nha em. Khi ra chín thì tỷ lệ 25 nó sẽ tốt hơn. Rồi xem kỹ lại lần rút nè. Thủ lý ẩn cuối này, hiện tinh 3 ẩn 3, chuẩn chưa? Rồi từ từ trước khi ép một cánh may mắn nữa nè mà. Anh em thấy xem video kêu không may mắn cái đồ. Nói chung là may mắn chỉ là hên xui nè mà. Thầy nghĩ nó không có tác dụng gì mấy nữa mà. Rồi, lái lại nè. Thủ lý nè, ẩn 3 nè, đúng chưa? Giữa ẩn 3 nè, rút cái này rút nhầm là to nó nè. Hiện tinh 3 nè. Với cái đôi giày xấu dòng này sẽ tốn khoảng tầm 12 viên tinh 3 cho nó. 12 viên tinh 3. Nói chung là phẩm 9 á, nếu ra phẩm 9 á thì sẽ auto 25 luôn á, không chậm được nào luôn. Còn nếu phẩm 8 thì từ 22 đến 25 cho nó. Xịt thì tỷ lệ xịt nó hơi thấp thôi, không cao đâu. 24 25 vẫn là cao. Rồi, hiện tinh 3. Hùng lý ông 3. Ông 3, tinh 3, ok. Rút mấy cái foil hết rồi ép lần nữa mà. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi xem phẩm mấy nè. Phẩm 9 là auto 25 luôn cho khỏe nè mọi. Cái này hên xui lắm rồi. Ok, phẩm 8. Phẩm 8 thì 24, 25. 23, 4, 25 nha nè. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ rút cái tóc. Ok, rút tóc. Tóc thì cứ phẩm 6 giúp thôi. Lấy hiện 1 thì lấy cái làm chậm vậy em, làm chậm này. Ok, hiện 1 này, 50 phút gì này lấy sẽ auto phẩm 6 nha nè, có thở lên phẩm 7. Hiện 1 chung người tầm này ép thì ép nhiều rất là ok, nhưng mà vấn đề hiện tại hiện tinh nó không có, nên nhiều khi muốn ép đồ không có đâu mà. Này ép dùng cho thằng em thôi. Rồi hiện 1 tóc auto 67 nha nè, 6 ok, bỏ gọn cho anh em giữ nhìn. Rồi hiện 2 nè, ống 1, ống 1 nè. Rồi giờ chúng ta sẽ đến sinh lực, hút dòng sinh lực nè. Sinh lực thì chúng ta sẽ vẫn là cố gắng lấy cho nó phẩm 6 thôi. Sáu hiện tinh 1, quên hiện tinh 3 chứ lộn. Này ép nhanh rồi nè, tinh ba, hiện nè, hiện nha, này là hiện 2 nha nè, hiện 2 sinh lực, ok, thuộc tính hiện 2 sinh lực, ok. Chắc là khải ép phần 7, để lấy phần 7 cho sinh lực cao nha anh, phần 7 nha, đưa phần 7 nha. Cho thêm cái cân đứng cái. Ok ok. Nói chung cái này mình muốn lắp phần 7 thì mình sẽ đẩy nó cao lên tí nè. Bỏ cho lên phần 7. Chứ bình thường thì nó sẽ auto 6. Này đưa phần 7 sinh lực nhỏ cao nè. 7 nè, thấy chưa? Rồi. Tiếp tục bây giờ sẽ rút làm chậm thằng pháp, em đưa anh làm chậm thằng pháp đây. Đây nè. Dưới nè. Vứt luôn rồi, vứt luôn rồi. Ok. Chậm thằng pháp, chậm chỗ ấy. Rồi. Làm chậm thông pháp để nhảy thành cái cho nó đẹp đấy. Giờ làm chậm Khải cũng lấy lên phần 7 nha em, anh không có đỡ phần 6 nha. Ok ok. Thêm thì tinh. Ừ. Nó khỏe. Làm chậm phần 7. Nói chung phần làm chậm thì phần 6 là được rồi, nhưng mà mình lấy cao cao một tí nè. Làm chậm sẽ lấy ẩn 2 nè. Ok. Ẩn 2 nha nè.
Em đi tìm cái nội lực hiện ba ấy. Nội lực hiện ba. Đây 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 có đây rồi. Ok. Được rồi. Lấy ít phụ diện. Lấy này. Làm chậm này. Ấn làm chậm sẽ là ấn 2 này. Thân pháp sẽ là ấn 1 này. Này. Rồi. Em không tìm ra được cái phôi ấn 1 chậm à. Ok rút như nào. Rút thì chậm này. Ấn 2 này. À. Rút mấy cái dùng làm chậm này đưa lên phòng 7 hết cho nó cao nè mà. Ấn 2 này. Chậm này. 7 này. Rồi sẽ đến hiện 1. Hiện 1 này giống thông pháp phẩm 6 là đủ rồi nè. Phẩm 6 thì đủ lên 20-19 nha. Auto 20-19 nha. Cái dòng thông pháp thì nó đơn giản. Không cần, không cần. Cái dòng này thì không cần đâu. Dòng này anh bỏ đem đập đem là nó ra 19-20. À, phẩm 6 cũng lên nha. Cái này phẩm 4 cũng lên. Phẩm 4 cũng mất. Ấn 1. Thông pháp cho nè. Ok. Sáu nè. Tám nè. Ok, bây giờ ép nè. Còn thị tân không? Đưa anh hai. Hết thị tân nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thứ ba dương tử rồi. Thị tân thường nhiều quá. Coi có tử không? Đưa anh đổi cho mấy viên. Tử còn 1 à? Đổi đi lóc ạ. Ok, anh em ơi. Tiếp tục nè. Sau khi lấy xong cái đó thì bây giờ cả sẽ lấy tiếp tục là dòng nội lực nha. Nội lực lấy này. Nội lực dòng cuối này. Nội lực dòng cuối cho cái đôi giày này. Tóc rồi sinh lực nội lực nè. Nội lực này phẩm cho nó rớt phẩm xấu rồi. Phẩm xấu để cho nó là ho không không cho nó phẩm xấu thôi mà cho nó rất lớn xíu nội lực rồi đưa phòng thủ lên cho nó dở em hiểu không. Dòng này cho nó rớt khoảng tầm 180 đầu là đẹp. 178 gì đó là đẹp. Dòng thủ nha dở 25, hiểu không? Dòng thủ nó sẽ dở 25, nó làm lấy phẩm 6 được. Nội lực này. Nè, hiện 3 này. Ok này. Cái may mắn là đủ luôn đó. Rồi. Ồ, quá như thiệt luôn, nó rất phẩm 5 thiệt luôn này. Ok rồi, không sao. Cái dòng nội lực đó thì chắc khoảng 178, không chậm đâu. Rồi. Bây giờ sẽ ép vào cho nè. Ép vào thì chúng ta bỏ thông tin thì tin ra. Một viên ra. Rồi. Tất cả các dòng thì cái auto bỏ một viên thì tin nha. Không tiếc thì tin nha. Tất cả các dòng auto bỏ một viên thì tin hết. Này đôi giày cấp 10 á. À, dùng tóc đầu tiên phẩm 6. Let's go. 40 nè. Ở đây nhảy thành cái rồi quay lại. Thôi cái không cần nhảy thành đâu. Dòng thần pháp này đập phát một lên mà. Cần nhảy thành. Thần pháp dùng một nè. Thần pháp này bỏ nên phục duyên lên. Hay bỏ duyên thì tên cho nó nhanh hả? Ok. Tiếc gì thì tin được. 19-20 nè, auto 19-20. Đó, 19. Cho nên mình cũng dương nó là thừa quá nè. Nếu mà ép nhiều server anh em sẽ biết nên mình cũng dương nó là thừa rồi. Mà thích thì dương thì tin cho nó chất lượng tí. Đâu phải suy nghĩ nữa nè. Tự trung tâm. Rồi, tiếp tục. Phục diện. À, được hai dòng nè. Cho anh em xem mình bán xem. Tiếp tục nè, khám nạn. Tiếp tục đó là dòng sinh lực phẩm 7. Sinh lực phẩm 7 này thì bỏ dinh thị tinh thì chắc cũng cuối cứ auto là 1.8, 1.9 thôi nè. Còn đẹp lắm thì 1.99 nè em ơi. Rồi, auto dinh thị tinh thì không rớt được rồi.
phẩm 7 nữa, cái này chẳng 199 nè. Mod option 200 thì hiếm nha. 191. Rồi. Nhưng làm chậm nè. Chậm thì cũng như vậy thôi nè. Mấy dung này cứ auto rút 1 đập 1 đẹp ạ. Làm chậm nè. Chậm phẩm 7. Cái này thì bỏ cũng Nam Duyên thì tin là quên Nam Bình Phú Duyên là lên thôi, nhưng mà mình kiểu cho chắc cú thôi nè. Thêm Duyên thì tin cho nó chắc kẹo nè mày. Duyên thì tin có phải dâm xu rồi. Không tới đâu nè. Rồi, chậm 40 cái là chắc kẹo rồi ạ. Tin. Nhảy thành cái giờ đầu dòng nỗ lực đúng không? Nỗ lực tầm này đâu mấy ông cho nó rớt xíu thì dòng kia đập cho nó dở lên. Nếu mà nó rớt 167 là dòng kia auto 25 nha. Tiến không? Tiến không? Đập chạy luôn. Đúng rồi, anh nghĩ là đủ, cái này là nó rớt cái là auto 25 đó, phòng thủ 25 á. Chỉ cần 167 á. Còn 189 thì thành cao quá. 189 thành cao quá. Mà nó rớt nỗ lực 17 là đẹp nè mà. Này muốn rớt lắm luôn nè mà. Này phẩm 5 là muốn rớt nè. Chơi chơi vẫn vẫn nó đủ nên mình cũng duyên à. Nỗ lực như nào. À, cái này nỗ lực cao á. Nếu mà nỗ lực cao bỏ những thị tinh vô thì nỗ lực cực kỳ cao luôn. Mà cao rồi trong phòng thủ nó sẽ rớt auto 24 nè. Anh em ép anh em sẽ biết cái kinh nghiệm như đó. Thả cái này nó rớt xíu không được, nó đẩy phòng thủ lên nè. Rớt. Đó, ok. Đứng trong số 3 nha. Rồi. Cho lên 25 cho đẹp này mà. Rồi, ok. Set up ngay. Rồi, tiếp tục nè. Còn dòng cuối cùng nha nè. Dòng này thì full tỉ tinh rồi. Nếu mà IF rồi cũng biết rồi. Dòng này là phần cho 8 full tỉ tinh là auto 24, 25 rồi nè. Còn nó xịt thì 21-22, còn tỷ lệ là 80% là 24-25. Đỏ thì 25, còn trung bình thì 24. Còn xịt thì 21-23-24 nha. Được nhiêu nhận nhiêu nha. Ok. Rồi, quyết định nè. Cố lên, cố lên. Tinh 3 nè. Phẩm 8 nè. Quá, 25 cái này tính hết rồi, 25 luôn, đẹp luôn em ơi. Nào, thấy anh tính nhiên liệu đủ không, dù đủ không? Cho anh em xem lại này. 40 19 1.9 40 16. Đường môn thì nỗ lực nó quá thừa nè mà. Nỗ lực thì tầm K là thừa. Nếu full tím như thằng em nó chơi thì nỗ lực tướng K4 thì nói chung vẫn thừa. Dòng đó ép cho có nè mà. Những món khác như là bao tay này nọ thì sẽ ép vô thêm thở lực. Ui. Ok. Anh em dự đoán bao nhiêu nè mà. Có nhiêu nhận nhiêu đây. Ok. Khui khui khui. Ok. Thành công, thấy chưa? Tính hết rồi. Đó, ok. Quá đẹp anh em ơi. Tuyệt vời. À, tính hết rồi mà. Ok anh em ơi. Lấy chính vào đây em, lấy chính vào đây. Đồ xong anh em xem đồ tiếp cho. Đó, vậy thôi. Cái này là hơn là mình cố ý đẩy thịt nội lực xuống nha. Còn không đẩy nó lên 189 nữa nè. Bụng má rớt 24 luôn á, thiệt sự anh em. Rồi, đó là cách ép anh em ơi. Anh em nào mà xem video khả thì anh em chơi server khác thì anh em cứ trải nghiệm thôi. Còn nếu cảm giác server nó khắc nghiệt quá anh em có thể tăng thêm tỉ tinh thôi. Tăng thêm tỉ tinh này nọ. Tùy server nha nè. Chứ không phải server nào giống server nào. Còn như Khải này, má thiệt sự. Mình đã chơi là thiệt sự là mình chắc chắn là 25 luôn đó. Phẩm 7, độ phẩm 7 4 viên tỉ tinh mà có 19 là đúng server này khắc nghiệt quá. Nếu mà Khải bỏ 6 viên tỉ tinh là lên 25 rồi. Anh bật giao dịch thì em bị gì? Đồng ra tiếc 2 viên tỉ tinh cái đôi giày của mình buồn cơ có. Giao dịch em ơi. Đó, thì em được đôi giày nè. Đó, dạ thôi. Được anh Kim à. À mà 250 bạn á, được anh Kim coi như đủ cũng được em ơi. Rồi nha. Ok. Quá đẹp. Cứ ép vô mình đưa ép nè. À con. Ok. Ê, anh đưa em thêm 3 viên thiệt tinh này, giao dịch lại. Giao dịch 3 viên thiệt tinh này. Còn nãy thiệt tinh kia anh đổi giùm thôi. Giao dịch lại chạy đâu rồi? Giao dịch lại. Đưa lại đây. Thiệt tinh tử anh đổi giùm thôi. Con này còn thừa 4 viên rồi. Đâu Kim đâu, đưa anh Kim vậy chứ, lấy lọc nha. Kim lấy lọc nha. Kim tính ra là còn 250 xu á, tại vì anh ép hết 280 vạn nha em. Rồi, ok. Đó, donate 500 xu vui vẻ nè mà. Nói chung là ép dùm thằng em nhả được rồi. Muốn ép gì được, alo anh em ép cho vui. Rồi. Có
có video anh em xem nhé. Rồi cảm ơn em đã theo dõi, cũng như là cảm ơn thằng em Elvin đã đưa Khải cái tay cánh tay vàng trong làng ép đồ ép nha anh em. Rồi kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên xem live của Khải vào lúc 11:40 hàng ngày cũng như là 19:40 nha anh em. Rồi cho anh em xem sơ đồ của Elvin nó vừa lên đường bộ này mà. Hiện tại nó đang lên đôi giày nó là xong đồ rồi. Đó. Đó. Còn cái bao tay nữa. Bao tay thì đúng ạ, em lên bao tay nữa là xong á. Lên bao tay. Cái đai thì tạm thời mang đai này cũng được. Cái gì thấy đói đó. Ép đó, cái kia thì nó phí quá. Nói chung là về sau thì tới hiện tinh là rẻ. Ép em ơi, cái này đa lưng anh thấy này ok rồi á. Chứ giờ em ép cái đai thủy á, nó cũng tốn tiền gần gần đai họ, em hiểu không? Nó cũng sắp xỉ bằng đai họ, không biết đâu. Rồi, ok, xếp đăng bàn vậy nè. Đó, anh em xem video anh em cũng biết rồi. Rồi, bao tay thì lên được bao tay, cái nỏ nữa được. Cái nỏ thì chưa có nữa. Lên được cái bao tay trước, đứng cái nỏ. Rồi, ok anh em nha, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha anh em ơi. Bye bye.